Trương, nhưng mà nó là thực chất là nó là bao giả đó. Bố mẹ mình sinh mình ra bởi vì là cái bao giả đó các bạn ạ. Em chào chị ạ. Em tên là Hương ạ. Hương trong tiếng Việt Nam có nghĩa là màu hồng ạ. Em rất thích màu hồng ạ. Dạ, em tên là Mai ạ. Mọi người hay nghĩ là Mai trong hoa mai, nhưng mà nó là từ mai mốt, tại vì em hay để dành mọi thứ ngày mai. Tên em là Túng. Túng trong tinh tú. Và em rất thích những gì mà nó lấp lánh. Chào mọi người ạ. Em tên là Thương ạ. Thương ạ. Dạ, một điều mà mọi người chưa biết về em đó là em đánh trống khá hôi. Tớ rất là thích những cái gì lôi thơ nhá. Mọi người bảo tớ là thơ thảnh, nhưng thôi tớ nghĩ là mộng mơ nhá. Check in. Em nghĩ là a few moments later. Câu trả lời cho câu hỏi check in ngày hôm nay là một điều mà em sẽ làm để mình thấy hạnh phúc tối nay là làm assignment. Nhưng mà mình có nhiều assignment lắm. Ui, đôi chim cưng mày cưới ở đâu ra đấy? Tôi úp cái tô lên đầu giáo sư rồi. Ủa, cái này là cái đĩa mà. Úp cái tô lên đầu mày luôn rồi. Một chồng chị Trâm đáng yêu như con thỏ ấy. Chị Khanh ơi. Ở trong phim này có một cái chi tiết này. Ở trong chuyện ấy có một chi tiết này. Hôm trước em có nghe lỏng từ anh Hưng là người ơi, mọi người như này đây. Cho em hỏi tôi à, thế à? Thôi mà như thế thì cho em hỏi một câu với ạ. Ủa sao nhở? Mọi chỉ dùng đến đây nhá. Đến bình thường là hại cho môi trường đấy. Nên là chỉ mà xem. Thổi đi. Cái chân này đẹp hết. Trông xinh nhỉ? Nhà mày có tiền không chị tay đúng không? Chị bao nhiêu? Em không biết tại sao bụng em lại nghe này nữa.